hai người mẫu. Và lúc nãy thì các bộ tư vấn có tư vấn rằng là khi lên xe phải làm sao ha? Rồi phải là gì? Ôm eo nhẹ, ôm eo nhẹ. Ai lúc kia ôm vô, không có chuyện dài, ôm eo nhẹ, ôm eo nhẹ. Rồi tất cả các bạn các em. Rồi, cảm giác của em khi lái một cái chiếc F1 như thế nào? Okay. So với cái dòng xe con đang chạy thì con có cảm giác như thế nào? Cảm giác ngồi thoải mái, dễ chịu, vô món. Rồi, rất là tuyệt vời nha em. Cảm ơn em, mời em về chỗ. Và tiếp theo là mẫu xe mới. Mẫu X-Men. Rồi, mời bạn Tâm cho cái cảm tưởng khi con lái cái chiếc X-Men. Dạ thưa cô, là sau khi chạy chiếc X-Men này thì em có cảm giác là đã không chiếc của em đang chạy. Và nó nghe hồn, và nó rất yêu. Dạ không cô ạ, nó như là gió vậy hả cô, đi rất là yêu. Dạ có hả cô. Dạ là trong tương lai, có điều kiện thì em sẽ một chiếc để gia đình chạy. À, câu nói của bạn rất là hay. Rồi giám đốc của doanh nghiệp có không? Giám đốc của doanh nghiệp may mắn tặng cho con một mũ bảo hiểm gì? Câu nói rất là hay. Tương lai nếu như con có điều kiện thì muốn sở hữu một cái chiếc là X-Men để là lái nó đi học và sở hữu. Cảm ơn con. Có chứng phép. Và cô Ánh Thảo sẽ đại diện nhà trường lái cái chiếc xe. Xe Ola. Xe Ola. Mời các em cho xe bước vai. Xe điện này dành cho... Cảm ơn cô Ánh Thảo rất là nhiều. Khi cô lái cái chiếc Ola này thì rất là xinh đẹp và duyên dáng hơn là cái chiếc Vespa mà cô đang sở hữu. Chắc là phải đổi. Mời cô Ánh Thảo cho cái cảm tưởng về khi mình lái chiếc Ola. Ôi, chạy chiếc xe này muốn xuống hết em ơi. Về kỳ này chắc cô lái chiếc Vespa cho cô đổi chiếc này quá.